Hi, xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên khủng long. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành hồi sinh thêm một em khủng long ăn thịt nữa nha các bạn. Ở đây thì mình đã chọn ra một con trước rồi, đó chính là con Dino Nitrous nha các bạn. Đó, mình có 12 cái DNA của nó luôn đó. Quá đã. Rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành bỏ mấy cái DNA này vào Culture Vat nha các bạn. Chúng ta còn có một cái Cultivated Dudu SH nữa nè. Trời ơi. Định mở nó cái trứng của con Dudu. Làm khó tôi không à. Rồi, để mình cho hết mấy cái DNA của Dino Nitrous vào trước nha. Trước tiên là phải cho cái mấy cái DNA này thành trứng trước cái đã. Rồi. Wow, quá nhiều luôn ha. Rồi, và một cái cuối cùng nó sẽ ở đây. Ok, cái show này mình sẽ cất lại nha các bạn. Đó. Còn bốn cái này thì mình không có đủ chỗ và mình không có đủ conservat nha các bạn. Ok, đó. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi ra ngoài này. Chúng ta sẽ đi ra ngoài này. Trước tiên mình sẽ đi thăm mấy em voi mammoth cái đã. Wow, đây là mấy con voi mammoth nè các bạn. Trời ơi, chúng nó có thêm một con nhỏ nữa nè. Hai con nhỏ luôn, trời ơi quá chừng luôn. Voi mammoth này thì nó đi theo đàn nha các bạn. Nhìn nó đã không. Trời ơi, nhưng mà nó phá cực kỳ luôn. Trời ơi, quá xịn. Đây là mấy em chim đu đu. Và cho nó có một cái trứng kìa. Wow, để mình cho cái con đu đu của đu đu mà mình mới hồi sinh bằng trứng ra trước nha. Đây, cái trứng này thì nó sẽ 100% ra con đu đu nha. Còn cái trứng này thì chúng ta xem thử nó có giống trứng gà không ta. Để chúng ta xem thử nha. Để mình lục coi thử còn cái trứng nào ở đây nữa không đã. Còn trứng nào nữa không? Wow, không còn trứng nào rồi. Wow, mấy trái banh bọn này nó phá vậy. Trời ơi. Rồi, chúng ta sẽ cho cái trứng này ra. Ui, nó không có gì hết các bạn ơi. Trời ơi, vậy là nó có thể có tỷ lệ may mắn như trứng gà rồi. Trời ơi, tưởng gì hết. Cũng tạm tạm thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi ra ngoài này nha. Để mà dọn cái mặt bằng chỗ này. Chúng ta sẽ xây cái chuồng của con Dino Nitrous ngoài này luôn. Nó sẽ song song với chuồng của con Dilophosaurus nha các bạn. Ok, vậy là mình sẽ đào rất là mệt đây. Và chúng ta sẽ thay cái sàn đá này bằng cái sàn sàn đất nữa chứ. Trời ơi, rất là nhiều công việc ngày hôm nay luôn. Ok, thì mình sẽ hẹn gặp lại các bạn khi mà mình đã làm xong nha.
Ok, thì nãy giờ mình đã tiến hành lắp nguyên một cái sàn rất là rộng luôn rồi, rồi nha các bạn. Đó, kinh khủng thật. Và ở đây mình đã có làm dấu sẵn cho cái chuồng của con Dino này, Just này rồi, luôn rồi nha. Ok, thì chúng ta sẽ tiến hành xây dựng cái chuồng cho chúng nó luôn thôi. Cái con Dino này, Just này á, thì nó không có khả năng phá hủy mấy cái block này được. Nên chúng ta có thể xây bằng mấy cái cobblestone hoặc là stone brick nha các bạn. Ok, ở đây thì mình sẽ sử dụng mấy cái stone brick để mà tiến hành xây luôn nha. Mình sẽ chia nó là 34 đi. À, 33 chứ. Đó. Rồi, chúng ta sẽ mở rộng ra. Ok. Sẽ rất là đơn giản thôi. Mình rất là thích những cái chuồng loại kiểu như thế này. Rồi, và một cục ở đây. Ok. Chúng ta sẽ đi qua 33 ô nữa. Cái chuồng này nó có kích thước là 35 x 35 nha các bạn. Đó, rất là dễ dàng thôi. Ok. Rồi, và một cục. À, đâu rồi? Một cục này chứ. Đó. Bên đây mở rộng ra tiếp tục là 33 ô nữa luôn nha. Đó. Quá đơn giản luôn, trời ơi, lại hấp dẫn. Một cục ở đây. Ồ, nó bằng cái chuồng của con Dilophosaurus rồi nha các bạn. Để mình coi thử. Đây chắc sẽ là 31 quá. 31 hả? À, đúng không ta? 31. Cái này nó sẽ phải ra là 34 chứ nhờ. Để mình coi thử xem nào. Đó. Bên đây đi qua 15 ô trước đi. Đó. Và bên đây cũng qua 15 ô luôn. Ok. Quá là gọn. À, ra là cái này. Ồ, mình hiểu rồi. Đó, nó sẽ như thế này nha các bạn. Ok, và chúng ta sẽ xây cái cửa nó như đây. Đó, rồi, quá gọn luôn. Thì cái chuồng này mình sẽ xây chắc tầm 5 ô thôi. Cũng không có cao gì lắm. 5 ô là đủ rồi. Đập ra nào. Nó bị khựng lại. 1, 2, 3, 4 ô. Rồi. Chắc mình sẽ xây cái kiểu giống như cái chuồng ở đây thôi. Nó cũng không có gì mà khác biệt cho lắm. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục. 1, 2, 3, 4 ô. Rồi. Cứ qua mỗi bên là kéo lên 4 ô trước thôi. 1, 2, 3, 4. Quá xịn. Quá xịn, quá xịn. Bên đây cũng tiếp tục nè. 1, 2, 3 và 4. Ok, xong xuôi. Chắc mấy cái này mình sẽ không cần nữa đâu. Chúng ta sẽ lấy luôn mấy cái stone brick này ra. Mình hy vọng là đủ thôi. Hay à, để chúng ta sẽ lắp cái phần ở trên đây trước đi. Đó, nó sẽ là như thế này nha các bạn. Wow, con chuột của tôi nó bị double click nữa rồi. Ăn cứ bị vậy hoài thôi à. Kéo ra từ từ thôi các bạn ơi. Ok, ai da, mình sẽ kéo qua bên đây luôn. Ồ, tới đây nó dừng rồi, cũng ổn luôn. Sợi hấp dẫn. Mình lại tiếp tục. Ai da, cứ kéo nó. Ai, quả bên đây vẫn là kéo nó tiếp nữa nha. Quá xịn. Hy vọng không bị thiếu cái số này. Cái bị thiếu chúng ta sẽ phải đi về nhà và lấy thôi. Trời ơi. Và bên này cũng vậy luôn nha các bạn. Đó, nó cứ bị như vậy thôi à. Double click hoài thôi. Con chuột ngốc nghếch. Ây da. Trời ơi. Là mình khó chịu nha. Nó lại nữa kìa các bạn. Ok, nó xem cái phần trước của cái chuồng của con Dilophosaurus nó xây như thế nào đây. À, ra là vậy. Wow, cũng xịn đấy chứ. Vậy thì chúng ta sẽ đơn giản hơn rồi. Đó. Ây da. Cẩn thận các bạn ơi. Không là nó sẽ tự xây á, nó rất là nguy hiểm luôn đó nha.
Ok chúng ta đó làm như thế này. Rồi chỗ này chắc mình sẽ ốp lên như thế này đi. Cứ còn ra thêm đúng không ta? 5 ô tới đây thôi, được được rồi. Wow, sao vậy lại hấp dẫn. Ở đây sẽ ra là 2 ô như vậy đi. Nhìn nó xịn nhan. Trời ơi. Đó, tạm được. Bên hông đây mình sẽ xây ra thêm 3 ô nữa. Và bên đây thì ra 5 ô. Một hai ba, một hai ba bốn năm đó. Sời lại hấp dẫn. Qua đây cũng như vậy các bạn ơi. 5 ô, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Còn cái phần này thì mình cũng không biết, chắc ra luôn 5 ô đi. Lại rất là xịn luôn. Cái cỏ này hơi bị cao đó nha. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi kéo ra nào. Rồi như mình nói là nó hết stone brick rồi, chúng ta phải về nhà và lấy thôi. Hơi bị căng thẳng đấy. Stone brick. Sẵn mình sẽ lấy cái chisel này ra luôn. Đó. Để chisel cho nó nữa chứ. Stone brick không biết có đủ không ta. Hy vọng là đủ. Trời ơi. Được được hơn 2 stack các bạn ạ. Mình sẽ chia sổ cho nó lên cái loại này nè. Đó. Trời ơi. Quá xịn. Chúng ta sẽ là đi qua cái chuồng nữa thôi. Đây mình sẽ kéo ra thêm nè. 1, 2, 3, 4, 5. Dạ 2, 3, 4, 5. Đó. Vậy nó mới được các bạn ạ. Chỗ này nó còn lên bao nhiêu tầng không ta? Để mình coi bên này mình xây sao đây. 6 ô thì nó sẽ đẹp hơn các bạn ạ. 5 ô nó hơi bị xấu. Nó hơi bị lệch lệch kiểu gì á. Hơi bị khó xử hen. Vậy thì chỗ này ra một ô nữa nè. Đi ra một ô nữa. Rồi cái này mình sẽ đập ra lại. 5 ô thì mình sẽ xây bằng cách khác. Đó. 6 ô sẽ là cách khác. Ok, trời nó cũng muốn tối lắm rồi. Trời ơi. Nãy giờ cũng tốn nhiều thời gian đấy chứ. Rồi chúng ta sẽ ốp. Ốp cái này đi. Đó. Ốp hết các bạn ơi. Ốp sẵn để tí mình ngủ xong rồi sáng mai mình sẽ đi xây cái này tiếp luôn. Trời hấp dẫn. Bên đây một cột như vậy nữa. Rồi và một cột cuối cùng nó sẽ nằm ở bên đây nha. Wow, cái này nhìn hơi bị lạ. Ta để như vậy nó rộng quá không ta? Hay mình ai da? Hay là mình chỉ cho như thế này thôi ta? Để mình suy nghĩ xem. Thôi cứ để rộng vậy đi cũng được, không có vấn đề gì. Ok để mình đi ngủ phát nha các bạn. Sáng mai chúng ta sẽ tiến hành tiếp tục xây dựng nữa nha. Đó. Rồi đi ngủ một phát nào. À sẵn mình sẽ lấy thêm mấy cái để mình coi mình có đủ không ta. Rồi, chúng ta không có đủ rồi. Mình lấy thêm cái này đi. Nó sẽ tạo mấy cái block of wood. Đó. Rồi. Làm luôn mấy cái này đi, mấy cái slab luôn. Đó, rồi, quá xịn. Bộn cái. Ok.
Rồi đi ngủ phết thôi các bạn ơi. Nãy giờ hơi mệt rồi đó. Nói mà đào cái sàn thôi nó cũng quá là cực khổ rồi. Chúng ta còn phải lắp lại cái sàn nữa chứ. Trời ơi khổ ghê đó. Đây chúng ta sẽ đi ra đây và tiến hành kéo cái này. Kéo cái này đi thôi các bạn ạ. Xong mình sẽ cất mấy này đi. Kéo như thế này. Wow, nhìn nó cũng xinh xinh đấy. Qua đây mình cũng tiếp tục kéo luôn như vậy luôn nha. Một cái nữa. Rồi. Quá gọn trơn luôn. Ở phía trước chúng ta cũng tiếp tục kéo như vậy luôn nè. Kéo nó tiếp tục. Rồi. Để mình coi cái cửa đâu rồi. Hay chúng ta sẽ phải làm cái cửa bằng sắt thôi các bạn ạ. Lúc nào cũng vậy. Cửa sắt nè. Rồi và bốn cái nút. 1, 2, 3, 4 cái nút. Quá xịn. Vừa đủ luôn nè. Wow, hợp lý nha. Bốn cái nút. Ở đây thì mình sẽ bọc bốn cái nút bằng stone thôi nha các bạn. Nút nút đá được rồi. Đó. Không nhất thiết phải là nút bằng sắt. Đó. Rồi. 1 2 3 4. Rồi, xong. Xong cái phần này. Bây giờ mình sẽ tiến hành ốp cái phần mái bằng mấy cái wood slab nha các bạn. Đây, mình sẽ ốp. Nhìn về cho nó đẹp. Mấy con Dino này just này thì nó cũng khá là nhỏ thôi. Cũng không có bự gì lắm. Nên chúng ta làm cái chuồng 5 ô là nó cũng hợp lý rồi. Có điều kích thước 35 x 35 thì nó hơi bị rộng. Mà chắc cũng không sao đâu, sau này nó còn sinh sản nhiều lắm. Nhiều nữa mà. Ok. Ui. Nãy giờ cứ bị lỗi thôi nha. Tôi sẽ kéo ra người này và tiếp tục ốp cho nó xong cái phần mái cái đã. À và hồi nãy mình cũng có ốp lại cái chuồng của mấy con voi Mammoth các bạn ạ. Tại vì chúng nó chơi mấy cái quả banh á, nó hút đi ra ngoài thôi. Nên mình ốp cái phần mái nó luôn bằng reinforced glass. Đó. Chúng ta khóa nó lại. Cho nó ở trong cái lồng kính nó luôn. Cho nó hấp dẫn. Chứ bọn đó nó phá kinh khủng luôn. Trời ơi. Đá banh hoàn toàn đá ra ngoài thôi. Đúng với cái bọn này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành ốp glowstone cho nó sáng cái khu vực này luôn nha các bạn. Đó. Nó xịn hơn rồi. Và nó cực kỳ bự luôn. Wow. Quá xa bự. Glowstone thì hành ốp thôi các bạn ạ. Quá xịn. Trời hấp dẫn nha. Rồi, và bên đây một cục nữa. Ok, mình cũng tiếp tục ốp cái phần này luôn. Ở đây một cục, rồi chúng ta sẽ ốp hai cục nữa đi. Đây một cục và cục cuối cùng sẽ nằm ở đây nha. Đó, trời gọn trơn. Bên đây chúng ta chỉ cần kéo qua thôi, chỉ cần giống qua là nó được thôi. Không còn phải làm gì nhiều các bạn ạ. Giống qua như thế này là được rồi. Ở đây một cục nữa nè. Và đây là chỗ nào quên rồi. Chỗ này một cục. Trời ơi. Nó bị phạm của tôi. Hèn chi. May quá chúng ta còn. Không là chết rồi đó. Một cục glowstone ở đây. Ôi da, nó bị lắc cơ. Chúng ta giống qua tiếp. Một cục ở chỗ này nữa. Và một cục nằm sâu ở đây. Rồi, tiếp tục thôi các bạn ạ.
Thì nó bị lắc, nó bị lắc lắc nha. Thấy nguy hiểm quá nha. Đó. Ây da. Đúng rồi. Định mệnh. Tưởng mình ốp nhầm ấy chứ. Đây. Và đây. Đó. Quá hình. Đây một cục và một cục ở đây. Rồi. Và cục glowstone cuối cùng nó sẽ nằm ở chỗ này. Trời ơi. Nãy giờ hay quá khổ. Ok. Sau khi up xong glowstone rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi hồi sinh mấy em đi No Nitrous luôn nha các bạn. Mình sẽ đi về thôi. Đi No Nitrous, đúng mày đâu rồi. Rất là nhiều em luôn nha các bạn. Wow. Kinh khủng chưa. Ở đây thì nó đang tiến hành cho ra cái quả trứng cuối cùng nè. Chúng ta sẽ cùng chờ em cuối cùng này luôn nha. Nó hơi lâu một xíu nhưng mà không sao. À sẵn mình sẽ lấy mấy cái bột xương ra luôn đi. Ây da. Lấy bột xương ra. Lấy thêm một stack xương nữa. Có gì để mà backup. À quên. Lấy luôn 6 cái feeder ra. Hồi nãy mình chưa đặt feeder nữa chứ. Ok. Và cái trứng cuối cùng nó đã xong rồi nha các bạn. Đủ 12 quả trứng. Ok, mình sẽ đi qua bên đây. Đi qua đây và tiến hành cho chúng nó nở ra thôi. Hai hai cái trứng. Nó sẽ gần nhau. Nói chung là chúng ta phải trong cái bán kính là 6 ô nha các bạn. Là mấy con này nó mới nghe lời mình lận. Là nó được tự động thuần phục á. Nó mà xa hơn 6 ô là xong luôn đó. Là tôi nói là chúng ta phải tự thuần phục bằng mấy cái whip. Mấy cái này nè. Ok, để bây giờ mình đặt mấy cái feeder nào. Và mình cũng kéo cái này ra luôn. Vậy sẽ làm chicken chứ chúng ta sẽ xài một stack thôi. Không xài nhiều đâu. Xài nhiều nó sẽ bị hao đó các bạn. Một cái feeder nằm ở đây nè. Hai cái. Cái thứ ba sẽ nằm ở đây nè. Đó. Rồi. Ở đây. Và cái cuối cùng nằm ở đây luôn. Ok, mình sẽ cho đồ ăn vào feeder nha các bạn. Trước tiên cho thịt gà vào trước đi. Trời ơi. Càng nhiều khủng long tôi càng bị cực khổ hơn mà. Bọn này nó ăn cực kỳ bão các bạn ơi. Khủng long ăn thịt đây nè. Làm tốn mình rất là nhiều tài nguyên rồi đó. Trời ơi. Cho nó một stack thịt bò nữa đi. Một stack thịt heo. Một stack thịt heo nữa. Rồi. Và nửa stack này. Ok. Để mình lấy cuốn sách ra xem nào các bạn ơi. Trước tiên đó để mình cất 6 cái cục này cái đã. À quên. Sẵn mình sẽ cho mấy cái bon ra luôn. Trời ơi hấp dẫn. Rồi ăn một phát cái coi. Trời ơi. Phải là một ngày cực khổ mà. Dino Nitrous. Ủa 80% rồi. Wow nhanh đấy ta. Quá nhanh quá nguy hiểm. Chúng ta sẽ chờ nữa. Ôi mấy cái quả trứng bắt đầu rung bắt rồi các bạn ơi. Chúng ta phải tới gần tụi nó liền thôi. Nếu không là tụi nó sẽ không được mình thu phục đâu. Rồi ok. Rung lắc rồi mày. Ô con đầu tiên. Con thứ hai. Và một đống con luôn. Bọn này tự ăn rất là kinh khủng các bạn ạ. Đã chưa. Cái này mới sướng chứ. Ui. Con này nó nhảy ghê quá vậy. Ui nó nhảy các bạn à. Cái này ghê vậy. Wow nó nhảy các bạn ơi. Chắc chúng ta sẽ phải sửa cái chuồng này lại thôi. Ui con này nó nhảy hả. Kinh vậy ta. Khá là nguy hiểm. Rồi để mình trang trí hết cái chuồng cái đã. Wow. Nó nhảy tùm lum hết vậy. Ui
Để mình cho một con lên lên mát tuổi chứ đã. Con này là con đực đúng không? Ok, mình sẽ cho một con lên trước nè. Wow. Ui, nó ăn bão các bạn ơi. Sời, nó ăn. Ăn nhìn ăn kinh khủng chưa. Để mình kiếm một con cái nữa nha. À, con này con đực nè. Kiếm một con cái nữa coi. Đây, cái đây nè. Ồ. Con này thì mát độ tuổi của nó là 10 các bạn ạ. Ôi, con này nó đang bị đói nè. Ăn đi mày. Đó, phải vậy chứ. Rồi. Và rồi, rồi. Đó. Mình sẽ kiếm một con đực và một con cái nữa nha các bạn. Đây, một con đực nữa nè. Ok, và kiếm một con cái nữa thôi. Đây luôn nè. Ồ, quá xịn. Con này cởi được không? Ui. Con này không có cởi được các bạn à. Nhưng mà nó nhảy tùm lum quá. Nó chơi với cái quả bóng á, nó nhảy. Ui, ghê quá. Mình sợ nó nhảy ra ngoài các bạn ạ. Ui. Chắc xíu mình sẽ tiến hành đi sửa cái chuồng cho tụi nó đi nha. Ui, ghê quá. Ok, đi ngủ một giấc thôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành sửa cái chuồng cho cái bọn này luôn nha các bạn. Ui, ghê quá. Chúng ta sẽ ốp một cái lớp cobblestone lên trên trước nữa nha. Ồ, trời, cái bọn kinh khủng thiệt chứ. Nó chơi với mấy cái quả bóng mà nó nhảy tùm lum hết. Đáng sợ thật. Ok, chúng ta sẽ ốp bên đây tiếp tục. Kéo dài ra đây. Ê, 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 mém tí là té xuống dưới rồi. Ghê đó. Rồi, kéo qua đây tiếp tục. Trời ơi. Mình không ngờ chúng ta lại phải nhốt nó vào một cái lồng nữa thôi. Căng thẳng thật chứ. Rồi, kéo qua bên đây. À da, hình như là kéo qua đây là xong rồi đó. Cho nó cao lên chứ. Rồi, ở đây mình sẽ tiến hành làm cái chuồng chữ thập tiếp nha các bạn. Ở đây nè. Chúng ta sẽ lại làm chuồng chữ thập nữa thôi. Sorry. Đây. À không, để mình kéo một cái đường qua bên kia luôn đi. Cũng không sao đâu. Tí nữa mình sẽ trang trí sau đó nha các bạn. Ghê thật. Một cái chuồng đặc biệt luôn. Trời ơi. Đó, xong phần này rồi. Wow. Nhìn bọn voi mammoth kìa. Rồi tụi nó nhiều con quá bạn ơi. Wow. Bây giờ cái đàn đó nó đã lên rất là đông rồi đó. Trời ơi, ghê chưa. Đây, ở đây mình sẽ tiếp tục kéo một cái đường chữ thập. Wow. Các bạn nhìn nó nhảy cao không? Ghê thật. Đáng sợ. Sơ hở phát là chúng nó sổng chuồng ra là xong hết nha các bạn. Trời ơi, ghê quá. Kéo cái đường giữ thập hôm nay. Và xong. Đó, gọn trơn. Rồi, ở đây thì mình sẽ tiến hành. Đó, làm như thế này. Sơ hở hấp dẫn không? Hấp dẫn chưa? Rồi, qua bên này nó cũng vậy luôn nè. Con chuột của tôi đừng có bị double click nữa mà. Ok. Đó, nó sẽ như thế này nha các bạn. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ ốp cái reinforced glass vô. Đó, gọn. Con chuột này. Con chuột ngu ngốc. Cái bị double click của hai. Kéo ra anh em ơi. Ui nữa nè. Chán được chứ. Tôi sẽ kéo một cái đường như thế này ra luôn. Đập cái này đi. Trời ơi.
Đây là hậu quả của cái double click đó các bạn. Tức là nó ấn hai lần đó. Ghê thật. Đó, chúng ta sẽ kéo bằng cách này đi. Kéo bằng cách này thì nó sẽ không bao giờ bị double click đâu, nhưng mà nó sẽ hơi bị chậm. Đó, rồi và một cái đường cuối cùng nữa. Để mình ăn một phát cái đã. Rồi, kéo cái đường cuối cùng ra thôi. Ôi, nó lại bị nữa rồi. Trời ơi. Ok, đặt cái này đi. Kinh khủng quá các bạn ơi. Đó. Rồi bây giờ thì mình dùng cây wand để mình kéo cái này ra trước cái đã. Để mình chỉnh chế độ của cái của cây wand trước nha. Chỉnh chế độ của cây wand thì chúng ta sẽ kéo như thế này. Đó, một phần rồi. Tiếp tục kéo ra thôi. Wow. Kéo ra. Kéo ra. Kéo ra và kéo ra ngoài này. Ghê chưa. Quên, mình đang xài cây diamond wand. Hèn chi nó kéo được nhiều. Nãy xài mấy cây Iron Wand nên kéo ít xỉn à. Trời ơi, khổ lắm. Đó. Wow. Nó hấp dẫn liền. Ôi. Ồ, mình bắt đầu thiếu mấy cây Reinforced Glass rồi. Chắc mình sẽ lấy thêm 9 stack xuống đi. Đó. Rồi chúng ta sẽ chia sổ nó thành Reinforced Glass nha các bạn. Chia sổ nó thôi. Wow, rất là nhiều luôn. Glass này thì mình có rất là nhiều. Nhưng mà đất thì mình hết luôn rồi đó. Trời ơi. Đang trong tình trạng hơi bị nghèo. Trời ơi, xịn nhen. Ok, và cái cuối cùng. Ôi, hú hồn. Tưởng có con gì nó nhảy lên đây chứ. Trời ơi, kéo ra và lại tiếp tục ốp cái phần này bằng cái slab nữa thôi các bạn ạ. Thôi, mình sẽ không ốp bằng slab đâu. Mình sẽ đặt tôi sẽ đặt mấy cái glow stone xuống. Trời, vậy cho nó gọn. Không ướp bằng slab nữa đâu. Đặt glow stone xuống thôi. Đây, chúng ta sẽ đặt ở đây một cục nè. Đây một cục nè. Trời ơi. Đặt cho nó giống luôn. Cho nó giống cái chuồng dưới đây luôn nè. Đây một cục nữa nè. Đó. Ủa, chỗ này chưa hả? Wow, chỗ này còn thiếu các bạn ạ. Còn thiếu thì chúng ta ốp cho nó đầy đủ. Rồi, xong rồi. Quá xịn rồi. Ôi ôi. Vất vả chưa. Ở đây một cục nè. Mình sẽ lệch qua bên đây đi. Chỗ này một cục nè. Đó. Ui, chúng nó đang kiếm đường ra sao các bạn à? Nó cứ nhảy liên tục à? Ghê thật chứ. Đây một cục. Đây một cục. Đây một cục nữa nè. Phía bên này một cục. Và chỗ này nữa nè. Giống qua thôi. Trời ơi. Đơn giản. Đơn giản như đang giỡn. Trời trời. Nó cứ bị lệch đó. Nó bị lệch là xong đó. Và cục glowstone cuối cùng sẽ nằm ở đây nha các bạn. Ok.
bốn cái đầu này chắc mình cũng để bằng close stone luôn đi. Nói chung chỉ để kháng quái thôi chứ không để làm gì đâu. Quái nó xuất hiện ở trên đây nó cũng là một cái rắc rối đó các bạn. Rồi lại quên, để mình đập, đập cái này ra chứ. Ây dạ, xong luôn rồi đó. Kinh khủng chưa. Ok, mình đã trang trí xong cái phần bên xung quanh cái chuồng rồi nha các bạn. Wow, nhìn nó hấp dẫn ha. Mấy em này, trời ơi, cứ nhảy lên tinh thôi nè. Ok, chắc clip tới đây là đủ rồi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Thì ngày hôm nay mình đã hồi sinh xong 12 em Dino Nitrous. Là cái loài ăn thịt thứ 3 trong công viên của mình. Thì nếu thấy các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến ở phía bên dưới video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.